Thì cái thông tin mà hiện nay nói chung đang hot nhất trên mạng xã hội Facebook là gì anti á, mà ở đây muốn nói đến chuyện là anti mà rao giảng chuyện đạo lý, trong đó có hai vấn đề. Lấy cái ví dụ là trong cái vấn đề mà chuyện gì anti fan mà nói chuyện đạo lý trong vấn đề là từ thiện của Thủy Tiên đó mà, thì tôi cảm thấy có nhiều cái vấn đề nó rất là khôi hài trong cái chuyện mà từ thiện của Thủy Tiên. Nếu mà ai xem qua xuyên suốt cái quá trình mà từ thiện của Thủy Tiên từ đầu cho đến cuối á, tôi thấy Thủy Tiên không có gì đó là để đáng cho chúng ta phải là chửi rủa là cô lên án quái rồi. Tôi nói thật, cô ấy làm rất tốt, đúng chất của người miền Tây luôn đấy. Đó là gì? Nói ít làm nhiều, và không có mà quan tâm đến cái chuyện của người khác nói làm gì. Không, mặc dù trong quá trình cô ấy làm nó có nhiều cái vấn đề là nó có sai, nhưng mà cô ấy cũng đã khắc phục và làm nó vẫn gì vẫn rất tốt. Nhưng mà cũng có vẫn có nhiều người cứ cố tình đào bới đi những cái chuyện ta nói nha, nó tận đẩu tận đâu, thậm chí là từ cái chuyện ta ăn mặc quần áo ra sao, ta nói chuyện như thế nào, ta quay phim như thế nào, ta livestream như thế nào, ta chụp ảnh ra sao, ta đăng lên, ta nói cái gì, ta nói thì nó bắt bẻ từng câu từng chữ từng chút, không có chừa cái gì chứ. Và mới đây là cộng đồng anti fan, thôi tôi gọi là anti chứ đừng nói fan, fan thì cũng có fan xấu fan tốt, cũng có fan là người ta gì ta hiểu biết lắm. Để gọi là anti, những thành phần anti này thì đại đa số là những thành phần là thất bại. Cái sự thất bại này nó thất bại đến từ chính gia đình và nó thất bại trong cả là giáo dục, cho nên bây giờ nó mới xuất hiện ở một bộ phận là những kẻ anti. Mà những thành phần này thuộc về những thành phần là nói chung cái sức giáo dục thì nó thấp, trình độ nhận thức cũng kém, sự hiểu biết và suy nghĩ để phán đoán sự việc nó cũng rất kém. Chỉ biết thấy rằng là thấy cái số nào đông là bắt đầu chỉ biết là hùa dùa theo thôi, chứ không hề có cái được cái suy nghĩ cái chính kiến gì cho cái bản thân. Đơn cử như tiếp tục mấy đây thì anti là Thủy Tiên lại tiếp tục thêm cái đưa ra những cái vấn đề mới để nhằm mục đích đó là gì, tiếp tục là có thể làm cho cái những cái group mà anti của mình đó tăng được cái lượng tương tác lên, và đồng thời tăng được cái số lượng đó là thành viên đăng ký lên, để sau này còn đó là khi group mà đã đạt giá trị rồi bán nó mới có giá. Chứ còn hiện nay group nó lèo tèo mấy móng mà. Số lượng tương tác và người đăng ký nó còn quá ít đi, cộng thêm là cái vấn đề mà nó sốt về cái vấn đề là anti Thủy Tiên, nó cũng nhiều người cũng đang là không mấy quan tâm nữa, cho nên là mấy cái pass nó cũng không được sôi động lắm đấy, cho nên bán thì không có giá. Thì bây giờ thì những thành phần mà anti tiếp tục tung ra những cái chiêu trò mới, không sôi mới tiếp không, nào là gì trưng lên những cái giấy tờ gì mà chuyển khoản các mạnh thường quân đó, rồi là bảo là gì, gì? Mình nó là được mạnh thường quân ủy quyền đó, để là thưa kiện gì Thủy Tiên mà gì lừa đảo gạt tiền bô lô ba la các kiểu á. Thì nó thật với các anh chị chứ, nghe mấy từ này tôi nói thiệt chứ cười nhẹ ăn chứ. Các chị biết sao, đối với những người hiểu biết, ta nhìn vô những cái thông tin mà mấy thằng mà anti này đăng lên, người ta cười nhẹ người ta bỏ đi, chứ tao không rảnh đâu để đôi co với mấy thành phần này làm gì chứ. Các chị biết sao, mấy thông tin gì mà đăng tải về mấy cái chuyển khoản rồi đó, các anh chị vô trong cái trang của Thủy Tiên đó đăng hà gầm cho mấy đó, thiếu sót gì đâu không. Và để nói luôn nè, những người mà chuyển tiền cho Thủy Tiên á, cá nhân thì tôi không nói đâu, tôi nói đến những người mà ta chuyển tiền cho Thủy Tiên rất là nhiều, số tiền rất là lớn không, 200-300 triệu. Thì những người đó toàn là đại gì, những cái hộ là người ta là dân kinh doanh, ta mua bán không, ta chuyển 200-300 triệu thì người ta biết được cái sự uy tín của Thủy Tiên, người ta chuyển, chứ phải tự nhiên cái Thủy Tiên ra ơi anh ủng hộ em 100 triệu em đi từ thiện miền miền Trung nha, em hứa em từ thiện tốt. Ủa nếu Thủy Tiên nói gì á, liệu có ai chuyển tiền 100-200 triệu vô tài khoản của là chị ấy hay không? Ta chuyển tiền cho Thủy Tiên là nhờ vào cái sự uy tín không, làm việc là của cô ấy là năng nổ, người thật việc thật nó làm thật chứ không có sống ảo giống như mấy thằng anti.
chủ yếu đi cà khịa không, dựng chuyện đặt điều ra để làm gì, để câu like câu view hẳn cái gì, đặt bán mấy cái bát nó kiếm tiền hiểu không. Cái số tiền hơn 100 mấy chục tỷ đó là của gì, những cái người ở trong cái, những cái nhãn hàng, những cái công ty á, mà người ta gì, người ta thuê Thủy Tiên á, là hả, quảng cáo cho người ta đó, người ta chuyển cho Thủy Tiên á. Chứ cá nhân nào đâu ra và gửi được mấy trăm tỷ đó. Cho nên nó IT thì phải sử dụng cái não. À mà tôi quên, điều đó thì hơi nghịch lý đối với mấy thành phần IT. Tại vì tụi nó chỉ dùng là hả, bàn tay chứ đâu có dùng não đâu. Đúng không? Và những thành phần mà vô IT cũng toàn là dùng tay chứ đâu có dùng não đâu à. Bởi vì đâu có biết suy nghĩ, đâu có biết nhìn nhận gì đâu. Đưa ra tờ giấy, ừ đây nè, tôi có những cái hóa đơn chuyển tiền của mấy mạnh thường quân, bây giờ tôi được ý quyền, tôi làm đơn, tôi kiện Thủy Tiên, bolo ba la các kiểu. Tao nói là tức mấy con giờ vô, trời ơi, trời ơi, vậy đó hả trời, phen này cho Thủy Tiên chết. Ồ, tôi nói làm ghê lắm. Mà nghe nói thật buồn cười. Nếu mà có muốn thừa kiện gì, những người mà ta chuyển 200 triệu kìa, không? Đó, ta gửi bill á, người ta làm đơn ta thưa, ta đứng đơn có cái luật sư có chứng từ này kia, người ta thưa là kiện. Ủa mà tao có lên tiếng á, mấy bạn lên tiếng làm gì? Gõ gà mấy bạn đang sân si đi soi mối soi bội người ta dựng chuyện đặc điều không? Để học là kiếm like kiếm view đặng kiếm gì, đặng là tăng độ tương tác lên, bán mấy cái bát mấy bạn cho mấy bán hàng online trên Facebook mẹ gì đúng không. Những thành phần vô ai vô hồ theo, chỉ toàn là những thành phần mà tay mà nó nhanh hơn não, có não đâu mà suy nghĩ. Giờ Thủy Tiên ta đang chuẩn bị ta xây cầu xây đường ở ngoài miền Trung Nghệ An mới kìa. Đấy, ta đi làm đó, ta vẫn là hàng gầm, ta vẫn là hàng ngày đó. Mà trong khi đó mấy bạn IT á, mấy bạn đang rất là gì, rất là rảnh, mấy bạn ngồi mấy bạn suy nghĩ ủ các trò để tìm mọi cách là lèo lái dẫn dắt là dư luận trên mạng Facebook để bị bôi xuyên tạc nó xấu thì vợ chồng Thủy Tiên công Vinh. Nhưng mà mấy bạn càng ngày càng làm tôi thấy các bạn càng quá đáng không. Các bạn làm mà bôi xấu người ta không được, các bạn dùng đủ mọi cách để cố tình là bôi xấu bôi đen người ta. Mà những kẻ thường mà đi cái gì rao giảng mình là gì anti có đạo lý có gì có cái trình độ nhận thức thì tôi nói thật, những cái thành phần nó thuộc đều toàn là những thành phần mà tay mà nó nhanh hơn não, không bao giờ dùng não thật. Chứng từ này kia trong trang của Thủy Tiên người ta đăng lên hà rập không. Rồi những mạnh thường quân người ta chuyển tiền, người ta chuyển 1-2-300 triệu, 3-400 triệu, người ta chuyển 500-600 triệu, tao không nói thiệt, tao không có nói. Nhưng mà không biết có mấy thằng ức ơ nào ở đâu, không biết nó có chuyển được đồng nào mà nó đứng lên tự xưng là nhà mạnh thường quân đòi thương kiện Thủy Tiên này kia các kiểu, nghe nực cười đến vãi. Thì qua đây chúng ta cũng có thể nhận thấy rồi đó, anti thường là gì, thường phần lớn là những thằng đó gì học thức thấp, nhận thức kém, trình độ hiểu biết cũng kém, không hề nói lên được những cái quan điểm, những cái suy nghĩ gì mà gọi là cho nó có cái tính mà chín chắn đó. Chỉ biết a vua và hùa theo. Hay như cái tôi muốn nói tới đó là mấy hôm nay, hôm qua với hôm nay tôi thấy đang hot, rất là hot, hot trend nhất là cái xung cái vấn đề liên quan đến đó là chuyện là cố nghệ sĩ mà chỉ tài qua đời không ạ. Đấy, hiện nay nó đang rất là hot trend trên mạng xã hội Facebook. Mà tôi cũng đã từng làm một cái video clip để là lên án mấy cái thành phần mà gọi là những thành phần mà chuyên hóng hớt không? Câu like, câu view YouTuber với lại gì mà cái gì mình chèm Facebook chỗ người ta là có người thân mất đến bù đó cười cợt chỉ trỏ chụp ảnh quay phim trong khi người ta đang cần cái không gian riêng tư. Nhưng mà đến đó để chụp ảnh quay phim làm màu đăng lên YouTube Facebook để kiếm like kiếm view kiếm tiền. Hay mới đây thôi đó là cái vụ việc xung quanh đến đó là một cái là Rimmer có tên là Rimmer Duy Nguyễn đấy, và đang được cộng đồng mạng đó là chẩu 3 triệu trên Facebook
đăng lên và viết những cái bài về báo là tao nói là gì, gì rumor là gì, chửi bới là xúc phạm là nghệ sĩ quá cố chí tài, gọi là gì, gọi là gì, rồi sau đó là rồi sau đó là gì, anh em xã hội gì đến tìm là gamer này đòi xử đòi đập bô lô các kiểu con đà điểu luôn, trời đất mẹ nội. Vậy thì cái vụ việc này nó như thế nào và nó làm sao? Thì cái vụ việc này nó từ một cái video clip livestream của là gamer Dương Nguyễn. Thì trong buổi livestream đó anh ta đang livestream và có một thành phần nó đang ngồi ở phía dưới và sau đó nó viết một cái comment, và sau đó anh ta đã đọc cái comment đó và sau đó là nói cái suy nghĩ theo là gì, theo cái suy nghĩ của là cái cá nhân của cái bản thân anh ta. Và sau đó sau cái buổi livestream đó thì trong vòng chưa đầy là 8 tiếng đồng hồ sau thì ở trên mạng xã hội TikTok nó xuất hiện một đoạn video clip ngắn chưa đến là một phút, nó thể hiện rằng là gamer Duy Nguyễn này đang là chửi bới xúc phạm đến là cố nghệ sĩ là Chí Tài, vợ của ông ta, rồi là nghệ sĩ Hoài Linh, rồi nghệ sĩ là Việt Hương, vân vân và vân vân. Nhưng một điều khá buồn cười như thế này, sau khi tôi xem xét đi xem xét lại cái đoạn clip mà những thằng mà nó đăng lên TikTok và nó đăng trên mạng xã hội Facebook, YouTube, nó bảo rằng là cái thằng gamer này nó gì, nó chửi là cố nghệ sĩ Chí Tài nè, nó chửi là gia đình nghệ sĩ là Chí Tài nè, vân vân và vân vân, và phải đến hỏi thăm nó nè, phải đến đấm cho nó một phát gọi gì, phải là sao nó tỉnh, vô gì bọt cho nó sập trang nhà của nó nè, để tìm đường sống của nó nè. Ta nói nghe những câu nói phải nói là nó sặc mùi, là sặc mùi là gì, của những cái phường mà nó lưu manh, những cái thành phần mà lưu manh đầu đường xó chợ nó mới thốt ra những cái câu đó. Và những kẻ này thì đang nhân danh mình là cái gì, người yêu mến là người quá cố ha, và đòi dạy cho là gamer này một bài học. Tao nói nghe những comment của nó sặc mùi là giống như kiểu là dân chợ búa vậy. Thì bây giờ tôi quay lại cái chính, thì tôi đã nói rồi, xem từ đầu đến cuối cái đoạn clip ngắn cho đến một phút đó, thì tôi thấy là hoàn toàn không cái chữ nào chửi đến cố nghệ sĩ, cũng như là chửi gia đình của cố nghệ sĩ. Tôi xin nhấn mạnh nha, chửi cố nghệ sĩ cũng như là chửi của gia đình là cố nghệ sĩ, có từ nào chửi hay không? Các anh chị vào trong cái YouTube là Duy Nguyễn THOL, các anh chị xem cái đoạn là livestream nó sẽ xem có cái từ nào gọi là chửi bới không? Tại vì bọn mày nó nói là từ chửi thì mình phải nói là phải hỏi kỹ từ nó, từ nào câu nào chửi. Mà tụi nó bảo rằng là gì, Duy Nguyễn là chửi là cố nghệ sĩ, chửi gia đình của người ta. Đây rõ ràng các anh chị thấy là nó nhét chữ vô mồm của người ta không, xuyên tạc bịa đặt không. Và cái đoạn video clip mà nó bảo rằng là gì, Duy Nguyễn là chửi là chị Hương Hoài Linh đó, cái đoạn video clip đó, nó cắt ra nó ghép, và thằng ngu nào đó, chắc cái đầu nó có vấn đề hay sao, nó dòm cái video đó clip chứ, xong nó đó là kìa, trời ơi cái video này thằng Duy Nguyễn đang chửi Hoài Linh là Diệt Hương nè, ở đời mờ gì đó. Cái đoạn video clip đó mà nó nói là Duy Nguyễn đang chửi Chí Tài, chửi Diệt Hương, chửi gì Hoài Linh, nó tin vô cái đoạn clip đó thì tôi thôi tôi đết lại mấy cha mấy má luôn. Tôi nói thiệt, cái đoạn clip nó cắt ghép lên như thế mà cũng có khối người tin vô đó thì tôi đết lùi luôn rồi. Xuyên xuống cái đoạn livestream mà tôi thấy không có từ nào gọi là để chửi bới gì hả, gia đình của người quá cố. Tôi đang ngồi ví dụ như bây giờ nè,
tôi đang ngồi tôi live stream vậy nè. À, bây giờ tôi đang đọc cái comment này ở dưới nè. Có người comment nói với tôi gì nè. Có Nguyễn Sinh nó là gì? Nguyễn Sinh nó là thằng bú farm hóng hớt. Rồi, bây giờ nó cầu anh nó gì không? Tôi ngồi nó, thằng đó là chỉ thằng mà ba xạo thôi, nó chỉ toàn đi hóng hớt chứ có mẹ gì đâu. Bây giờ cái Nguyễn Sinh nó nghe, nó nói tôi á. Thằng chụp sò này mày chửi tao phải không? Mày live stream mày chửi tao rõ ràng nè. Nó trong khi đó tôi đang ngồi tôi live stream gì nữa. Thì có thằng nó hóng hớt với nó nói Nguyễn Sim nó là thằng ha gì hóng hớt bú farm đó anh. Cái tôi trả lời nó thì Nguyễn Sim với thằng là nó chuyên là đi hóng hớt bú farm thay em. Rồi cái Nguyễn Sim kia nói là tôi ngồi tôi chữ nó đó. Đó mấy người nó nhắc chữ vô mồm tôi nó nói gì. Đấy. Rồi cái đoạn clip tôi đang live stream vậy cái bắt đầu cái nó lấy ra nó cắt ghép ra nó gắt vô chữ này. Tôi đang ngồi chữ Nguyễn Sim nè. Polo bà la các kiểu không? Ta mới nhìn kỹ vô cái đoạn clip đó xem rõ ràng á có từ nào chửi hay không, chúng ta xem chúng ta phải nhận thức một cái đầu chứ đừng có dùng cái bàn tay. Bàn tay nó chúng ta nhanh cái nào chứ không bằng cái não đâu, tôi nói thật. Nhưng mà có khối kẻ là vô tôi nói tơ nhờ dinh vào cái đoạn clip về cái video mà nó cắt ghép ở trên TikTok đó, nó phán rằng người ta sao ta chửi ta nói này nó kia xúc phạm. Có các người đọc chỗ nào từ nào ngữ nào câu nào nói là đang chửi đang xúc phạm vậy, có biết dùng não hay không vậy? Tôi đang live stream đúng không, có người cọp thì tôi đọc tôi nói lên cái phân tích theo cái cảm nhận của cái cá nhân riêng tôi thôi. Nghĩa tôi chưa có những lời nói, những hành động gì mà nó nói gì nó là vi phạm, nó là pháp luật không? Chưa đi vượt quá cái là những cái gọi là thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam là được. Còn nếu có những có sai, ok, nếu có sai thì chấp nhận sự gì, nhận sai mà. Xin lỗi, bồi thường. Nếu cái điều đó gì, nếu cái điều đó gây ra cho là một cái thiệt hại gì đó cho liền, cho gia đình bên kia đó. Thì gia đình bên kia mới là người có cái quyền để lên cái tiếng đó, chứ không phải là mấy thằng ức ơ nào đó trên mạng xã hội Facebook. Các chị hiểu tôi nói gì không? Nếu có sai thì mình nhận lỗi, sửa sai, khắc phục, đó là gì? Đó là cái điều tốt. Nhưng mà người ta đã chấp nhận, người ta nhận sai, người ta sửa sai, nhưng mà mình còn cố tình nữa gì, dựng chuyện xuyên tạc thì cái đó khác. Để gì? Để mình hại người ta, chửi người ta, làm cho người ta giống như kiểu là khi nào mà chuyện đường đường sống người ta mình mới vui thì cái đó khác. Cái đó rõ ràng là các bạn đang mưu đang hại người ta. Cái đoạn clip mà Duy Nguyễn like ngày hôm đó tôi đã lục và lấy tôi coi tôi ngẫm tôi xem tôi nghe từng chữ, cái đoạn ngắn chưa đến một phút tôi thấy không có từ ngữ nào mà gọi là từ chửi giống như mấy anh giang hồ trên mạng mà đang bảo là đang chửi gia đình cố nghệ sĩ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải là nhìn nhận cho nó đúng, chứ đừng có mà già hồ khích bác người khác. Còn cái vấn đề á mà có muốn lên tiếng hay không lên tiếng, chính là gia đình nghệ sĩ là người quá cố ta mới có cái quyền lên tiếng đó. Ta muốn yêu cầu bồi thường hay ta muốn yêu cầu xin lỗi gì đó không? Người ta sẽ có gì, có luật sư làm việc. Nếu như ông Duy Nguyễn này ổng gì ổng phát ngôn là có những vấn đề sai phạm ảnh hưởng đến gia đình của người ta thưa ta kiện,
thì gia đình người ta mới có cái quyền ta mới nói lên được tiếng nói đó đó, chứ không phải là mấy thằng ấp ơ nào đó trên mạng xã hội Facebook, hay mấy thằng nào mà đang nhân danh gì dân xã hội gì trên mạng đó, không phải mấy thằng đó. Cái người là ai, cái người đại diện cho ai, cái người đứng trên pháp luật à hay sao? À, mà để nói luôn cho mấy bạn anti mà thích đi dựng chuyện mà xuyên tạc người khác như thế này nè, cái mạng nó ảo thiệt, nhưng mà cái nhà tù á với cái cổng số 8 không phải là nó ảo đâu, nó là đồ thật á. Mà các bạn cũng đừng nên nghĩ rằng mà mấy bạn sử dụng mạng xã hội đó, mấy bạn tạo tài khoản ạ, mấy bạn đi dựng chuyện đặt điều xong cái mấy bạn xóa này kia, bố thằng nào biết được. Ờ đúng rồi, không có bố nào biết được chứ. Nhưng mà cái ngày mấy bạn tra còng như số 8 đó là còng thật chứ không phải còng ảo trên mạng đâu, các bạn hiểu không? Nếu như thằng nào nó nghĩ rằng nó chỉ việc tạo cái tài khoản ảo lên mạng Facebook đó, không, nó chém gió xong rồi nó dựng chuyện đặt điều xong rồi nó xóa, bố ai làm gì nó, chắc có lẽ các bạn hơi khinh thường là gì an ninh mạng quá. Như cái thằng mà nó đăng cái video clip mà lên nó gì nó xuyên tạc nó vu khống cho người Duy Nguyễn này nè, không kể cứ tự thủng thẳng từ từ đấy, chuyện này hạ hồi nó phân giải. Đối với nếu như mình sai sai cái chỗ nào, sai như thế nào không, thì gia đình tao lên tiếng thì ok, nếu mình sai đến đâu mình cái gì giải quyết cái sai đó, xin lỗi khắc phục. Nếu gia đình bên kia người ta đòi bồi thường, nếu mình sai mình chấp nhận thôi, đó là gì, cái tinh thần cầu thị của mình sai thì mình nhận cái gì, nhận sai. Mình chỉ sợ là sợ cái đúng thôi chứ không có sợ cái sai. Còn những cái thành phần mà gọi là những cái thành phần mà đi đơm đặt địa chuyện á, không thì mấy thành phần đó mới nên là cẩn thận đi, hiểu không? Còn về cái chuyện của Duy Nguyễn, tôi thấy nói thật nó chả cái gì gọi là quá đáng kìa. Quá đáng đây là quá đáng cái gì? Quá đáng đây không chuyện là không phải là cái vấn đề tôi nói là đến gia đình của cố nghệ sĩ. Tôi nói đây là nói gì cái vấn đề anh ấy đang ngồi livestream chỉ đọc cái comment của một người mà nói lên cái suy nghĩ cá nhân của mình, cái nó lập tức là nó cắt ngay cái đoạn đó, bắt đầu nó chế thêm vài câu, nó ghép chữ vô đưa lên mạng xã hội, bắt đầu mạng nó gần gần lên là thằng này nó đang xúc phạm gia đình cố nghệ sĩ, bay vô gì bọt sập mẹ nó mấy cái bát mấy cái chàng. Rồi cái đoạn video clip đó cũng bị nó gịp sập luôn, nhưng mà cũng rất may là Duy Nguyễn còn lấy lại được cái là cái đoạn video đó, chứ nếu không là không có đoạn video clip là cũng hơi mệt rồi, đúng không? Tại vì không có vật chứng tan chứng mà nó đưa cái đoạn video clip mà nó cắt ghép cho nó đăng lên mạng xã hội đó, thì khó mà lòng mà nói giải thích được với là cộng đồng mạng là chẩu 3 triệu đó. Bọn này nó cũng kinh lắm, đăng livestream lên nó comment á, chửi tặng cho mình đọc, mình đọc cái comment nó bắt đầu mình nói ra cái là chết ngay nó rồi, thì nó lấy ngay cái đoạn cắt đó clip đó, bắt đầu đem đi nó tung lên mạng nói nó gì nè, rồi sau đó nó hùa vô nó gì bọt sập mẹ nó, cái video đó bị xóa mất, đúng không? Thì tôi hỏi các bạn còn gì không, còn chứng cứ thì bắt đầu bạn là đúng mày rồi, mày là thằng xuyên tạc mà nói xấu gia đình cố nghệ sĩ nè, bây giờ mày chối hả, mày có gì để mày chứng minh không? Nếu mà không có đoạn video clip đó tôi nói với bạn là mệt, nhưng rất may là lấy được cái đoạn video clip đó, up tới trên mạng YouTube. Bây giờ tụi nó đánh sập hết trơn tất cả các trang bát cũng như là trang cá nhân của Duy Nguyễn, giờ nó đang hùa nhau đặng kịp sập luôn cái trang YouTube đó, đặng gì để xóa hết mấy đoạn clip đó, nhưng mà không sao. Bây giờ nói chung á, nhiều người ta biết, người ta đã lưu hết những cái đoạn mà clip đó ngày hôm đó live stream rồi đấy, cho nên cũng sẽ có đăng lên rồi chứ, đăng lên cho cộng đồng mạng ta xem, đúng không? Còn mấy cái thành phần nào mà tự xưng là gì, tự xưng là xã hội mạng á, để anh nhắn gửi gì nè, thấy không? Ở đây tôi nói rõ luôn để em khéo nó cắt cái live stream của tôi ra, cái nó nói là hả, thằng này nó đang là hả, chửi bới anh em xã hội lại đến tìm tôi, nó khổ cho tôi lắm mấy anh mấy chị nha. Bởi vì nói cũng phải lựa lời lắm chứ, trời ơi, mấy thằng chẩu này nó nguy hiểm lắm mấy anh chị. Bà mẹ nó, cái đoạn clip người ta ngắn ngủn, người ta nói rõ ràng gì mà nó dám chế lên, nó cắt kép ra
thành là chửi bới xúc phạm nữa, nó cố nghệ sĩ không, vì gia đình của nghệ sĩ nữa, rồi các là danh hài nghệ sĩ nổi tiếng để nhằm mục đích là gì, để nhằm mục đích là nó kích mấy cái những cái thành phần mà gọi là những thành phần mà phan chẩu đó, vô rằng cái gì để mà đổ xác cái nick là của Duy Nguyễn hết đó. Tôi cái nick tôi nó thật với các anh chị nó bay không biết bao nhiêu, nick này nó vô nó bật cái nó bay mẹ mấy hồi. Bởi vì nói cũng phải lựa lời lắm với cái tội mà phan chẩu 3 triệu này lắm, mình mà nói sai chữ nó chế rồi đó, thấy mẹ nó khổ lắm. Quốc á, thì có quốc pháp, gia thì có gia quy, mạng á, thì mạng xã hội ảo thiệt, nhưng mà cái nhà tù với lại mà cái cộng số 8 á, thì là cộng thật chứ nó phải là cộng giả, thấy không? Thích hổ báo cáo trộm á, thì hổ báo cáo trộm trên mạng á, thì được, ra ngoài á, ra ngoài đời thật mà hổ báo cáo trộm á, thì một á, là chỉ có gì có ăn còng, hai á, là sơ cấp tù, đơn giản thế thôi chứ không có gì khó hết trơn á. Lịch sự thì lịch sự, còn kiểu hổ báo cáo trộm thì có gì có cộng số 8 cho là nó lịch sự chút. Và đây tôi cũng nhắn gửi luôn mấy bạn là chẩu mà anti mà 3 triệu như thế này nè, mình muốn đặt điều, mình muốn bịa chuyện gì á, thì mình phải đặt điều bịa chuyện và dựng chuyện cho nó khôn chứ đừng nên đặt điều bịa chuyện dựng chuyện mà kiểu ngu vậy. Qua đây chúng ta có thể thấy được cái bản chất là gì? Cái bản chất là hùa dẫn theo của một bộ phận những kẻ mà sử dụng mạng. Những kẻ này một phần lớn á, như tôi đã nói là những thành phần gì? Nhận thức thì rất là kém, nhưng mà thích hùa với lại thích dùa khổ báo cáo trộm ở trên mạng này ghê lắm. Nhưng mà khi cha ra tay vô cộng người ta nói ngoan rồi hơn là cuốn nữa, khổ vậy đó. Nó nhắn tin cầu manh, nó câu từ nào nó sặc mùi giống như là kiểu lưu manh đầu đường xó chợ, ghê lắm. Nhưng khổ cái toàn sạc lon, khi ta giải thích ra được cái sự ngu si thì lại lập tức tìm cách là gì, tìm cách là rì bọt người khác mà không hề là chứng minh được rằng là lời người ta nói có sai hay không. Giống như cái vụ mà Dương Nguyễn này thôi, sự thật thì nó rành ra như thế, đoạn clip người ta đưa lên đó, nó vẫn còn ở si đó, nó đâu có mất đâu. Nhưng mà vẫn có nhiều kẻ vẫn có bảo rằng Duy Nguyễn đi chửi bới gia đình cố nghệ sĩ này kia kia nọ để kích động đến gì, kích động là cái bè cái phánh lên nó đặng là chỗ của người ta làm ăn kinh doanh, nó để nhằm mục đích là gì, để tụi nó livestream quay phim. Bây giờ tụi nó đang bu đông lắm, xúc đông xúc đỏ, mấy anh chị lên mạng xã hội Facebook ha, nó lừ chẳng bú farm cái view á. YouTube thì nó đang livestream gần cái nhánh, còn ở trên mạng Facebook thì tao nói gần nào là gì, anh em xã hội nó tìm Duy Nguyễn thanh toán xử đập ghê lắm, nhiều từ ngữ nói chợ búa kinh lắm nha. Nhưng mà thấy toàn là đám hóng hớt nhiều chuyện chứng quyêu toàn bỏ đi kiếm ăn không chứ có còn mẹ gì đó. Tao nói muốn kiếm ăn kiếm quyêu gì đó, phải kiếm đó. Khôn chứ đừng kiếm ngu. Kiếm ngu có ngày á, ăn còng vô tù thì khổ lắm. Tết nhất đến nơi rồi, đừng làm mấy trò nào mà nó lố lăng quá. Người ta là dân kinh doanh á, chứ tao phải là dân là chợ búa giống như mấy cái thằng mà chỗ che cho 3 triệu đâu. Mà đó là xã hội với lại là xã hán cái gì. Nói chuyện ra tôi nói chuyện pháp luật, tôi nói chuyện xã hội, đúng không? Mình là anti thì mình phải anti cho theo kiểu là có văn minh, có văn hóa. Chứ mình là có anti cái kiểu mà cái anti mà mất dạy của cái thứ mà kiểu vô học á, nguy hiểm lắm. Lớn đó có ngày cũng sẽ bị ăn cọng thôi, khổ vậy đó. Qua đây tôi cũng chỉ phân tích rõ ràng trong cái đoạn clip đó để cho chúng ta cùng tìm hiểu cái sự việc trên thôi, để tránh là bị mấy cái đám là điếp like câu view trên mạng dắt mũi. Cũng đừng nên bảo tôi là gì fan của Duy Nguyễn gì méo gì, đúng thì nó đúng, sai phải chấp nhận. Ở đây tôi nói là nói rõ ràng chứng có cớ ràng ràng, tôi đâu có nói là theo kiểu giống như cái cảm nhận cái cá tính cá nhân của tôi đâu. Mấy anh chị nào không tin
lên thẳng là YouTube của Duy Nguyễn, xem đó cái đoạn là clip live đó, livestream nó gõ gạt từ đầu đến cuối, chữ nào từ nào chửi gia đình của cố nghệ sĩ. Đang livestream và Duy Nguyễn đang trả lời comment của người ta mà, và sau đó là anh ta nói theo cái cảm nhận cá nhân của mình mà. Còn nếu như mà nãy tôi cũng đã nói rồi, nếu như tôi đang ngồi tôi livestream là tôi đang chửi, tôi lấy ví dụ như là tôi đang chửi Nguyễn Sinh vậy nè, Nguyễn Sinh là thằng là bú pha mà hóc hớt đó, tôi đang đọc cái comment dưới đó. Nguyễn Sinh nó đang bú phao hóc hớt nè, rồi tôi nói thằng Nguyễn Sinh này thằng ba xạo ba trợn thôi chứ có mẹ gì đâu em. Cái Nguyễn Sinh nó nghe nó bắt đầu quay qua nó chửi tôi, nó nói tôi là chữ nó đòi qua nó xử tôi đấy. Các chị thấy nó nhét chữ vào mồm ta kinh kinh chưa, ghê không? Rồi sau đó là nó chế thêm một cái đoạn clip nữa, nó cắt ghép từ mấy cái clip của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn đang chửi bới gì, đang chửi bới là cố nghệ sĩ nè, rồi chữ bới cả hoài lên Việt Hương Bulo Bala nè. Bữa anh chật bùm đó, anh điện nói chuyện với mà Duy Nguyễn là tôi có đã nghe cái đoạn thở thở đó tôi xem rồi ấy, tôi mới thắc mắc, tôi mới đi tìm, tôi kiếm, tôi phát hiện đấy. Ghê không? Bởi vậy tao nói trên mạng xã hội này, nếu như mà không dùng cái đầu để nhìn nhận sự việc mà chỉ biết phán và hùa theo số đông là chết vì dắt mũi như thường, khổ lắm. Thì qua đây tôi nói lừa, tôi chỉ kết thúc cái đoạn live ngày hôm nay thôi, đúng không? Về việc của Duy Nguyễn á, tôi thấy anh ta nói cũng không có gì là quá đáng và cũng không có từ ngữ nào là động chạm đến là gia đình của người quá cố hết. Còn nếu các anh chị nào á mà không ấy gì vào đúng xem cái đoạn live clip mà tôi nói đó, xem nó có đúng như vậy không, xem lại cái đoạn livestream nó cắt ghép đó có đúng vậy không, phải là đồ nó cắt ghép của ta không? Sau đó nó kịp sập hết cho mấy cái bát mấy cái trang cá nhân của ta để nó xóa hết những video đó. Nhưng mà rất may là cộng đồng mạng ta đông lắm, ta đều có lưu giữ hết mấy video đó cho nó, để cho cộng đồng mạng xem và nhìn nhận bản chất của cái bọn mà anti mà vô học này nó như thế nào. Và đồng thời cũng qua đây nhắn gửi đó mấy cái thành phần á mà anti á, 3 triệu như thế này nè, Tết rồi cuối năm rồi, gán mà lo gì lập kiếm tiền á, không nuôi cái bản thân của mình đi, không bớt sắp ảo và bớt đi kiếm gì hóng hớt đi kiếm rồi kiếm like kiếm view đi nha, để không khéo một ngày á là cộng số 8 á đến nó cộng đi á, thì có thể lại thì lại ca cái bài ca là mẹ ơi xin này con không về, nó khổ lắm. Công tù thì nhà nước không có hiếu, không chủ yếu là cái gì, chủ yếu là cái bản thân của mấy em mà chẩu 3 triệu á. Mấy em thích cơm nhà hay là mấy em thích cơm nhà nước hay thôi, hay mà thôi thôi. Nếu mấy em mà chán cơm nhà mà thèm cơm nhà nước á, mấy em thích thể hiện á, thì cộng số 8 và cơm nhà nước sẵn sàng là chiêu đãi mấy em thôi, đơn giản. Còn về cái chuyện mà gia đình của người quá cố, để tôi nói luôn cho mấy cái bạn mà chém gió không hết như thế này, lên tiếng hay không lên tiếng gì đó là cái chuyện của bên gia đình người ta. Còn mấy thành phần nào lên mạng phát ngôn ngáo ngáo thì tôi xin lỗi, các bạn có tư cách gì quyền gì để lên tiếng, hiểu chưa? Muốn lên tiếng hay quyền gì đó sẽ có ủy quyền của người thân gia đình ta đó, ta lên tiếng. Mấy bạn bớt là hóng để bú đi thiệt. Thì thôi tôi có chỉ có bao nhiêu đó để nói thôi. Còn nếu như ai mà phản đối mà nói cho rằng không đúng thì thôi tôi cũng chịu thua chứ tôi chẳng biết nói gì vậy. Bây giờ tôi đã giải thích rõ ràng hết rồi. Chị em hiểu hay không hiểu nó chính là do cái nhận thức của cái đầu của mình thôi, chứ không phải là do mấy cái thằng nó cào phím kia nó nói. Và mình làm cái gì, mình nói cái gì mình phải suy nghĩ, và mình hành động mình phải hành động cho nó đúng, hành động trong cái khuôn khổ luật pháp cho phép. Còn mấy bạn nào thích thể hiện hổ báo cáo trộm lấy số má thì đơn giản cộng số 8, nó cho là cho số 8 điện. Tôi chỉ nói đến đây ngắn gọn bao nhiêu đó để nhắn gửi đến mấy bạn mà fan mà 3 triệu thôi nha. Tôi kết thúc là chi